chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về một cô bé hay chơi xúc cát trên bãi biển nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thế nào? Đúng vậy, tô màu vàng ở đây. Áo mình sẽ màu xanh.